Có em Bình rảnh, em Bình đi với Hận đi hâm lờ cá. Thì sau một thời gian Hận nghỉ rất là dài, nay Hận mới mưa chỗ Hận nước nó lên rồi, nên Hận đặt lại được 14 hay 15 cái lờ cá, mình cũng nhớ nữa. Thì bữa nay là cử hâm đầu tiên của Hận sau một thời gian nghỉ luôn. Thì không biết hôm nay có trúng không nữa. Thôi giờ Hận mời cả nhà theo dõi màn hình đi với anh em Hận coi bữa nay Hận có thu hoạch được thành quả của Hận coi có em cá lóc nào khủng hay có con gì đó khủng không nha. Lên đường. Ơi cây đầu tiên luôn cả nhà ơi. Ây sao thấy nó im ru rồi em ơi. Ây da, da. Chỗ này nó gai không à. Úi da, bóp vô nhà cây gai luôn. Ê nhìn thấy có cá mà không biết cá gì. Ê. Chỗ con hát lát, ba con hát lát, một con móng tượng cả nhà. Chỗ này hát lát nhiều em ơi. Nè bây giờ đi. Ừ, hát lát thì nó đen hui à. Ây da. Gai nó móc lên áo Hận này cả nhà. Quá chừng quá đắt gai. Này, để em Bình bắt cá hát lát ra. Mấy em cá đầu tiên. Đâu em hát lát đâu. Đó, em hát lát đủ rồi. Ây da. Hát lát này bự bự không ha. Đây, 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 đây. Không cho coi gì hết gì. Chơi kỳ mày. Đây cả nhà u. Đen xì lì luôn. Rồi vô. Ba em hát lát. Ba em hát lát mở mà. Mở cửa hàng cái đầu tiên luôn cả nhà. Rồi giờ để em Bình bắt ba em hát lát này xong rồi hả. Hận đặt lại rồi mình tiếp tục nha. Quá im rồi. Chuẩn bị khui cái nữa. Mà cứ đầu tiên nên Hận đặt xong cái giờ Hận quên. Không nhớ nằm đâu luôn á. Mình dưới đây. Đúng rồi, dưới đây nè, dưới đây nè. Hôm qua chỗ Hận có mưa lớn lắm luôn. Ây da. Ui, gì đây? Hậu cô con rô biển. Hai con hát lát với con rùa biển hổng lồ luôn. Rồi bữa nay nghi một đống hát lát luôn rồi em ơi. Con rùa biển bắt con rùa biển trước em. Rùa biển bự không bắt, bắt rùa biển nhỏ bắt ra luôn đi. Em rùa biển chập bá luôn cả nhà. Này ba ngón tay hơn của em. Trụ bự không? Ừ, ba ngón tay hơn á. Ba lửa. Thấy im im rồi nha. Đây. Em hai em hát lát với em rô biển nữa cả nhà. Ồ, hát lát đi bự 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 đã ghê.
Thôi, để mày bắt đi, Hận đi vòng vòng kiếm cá nhự. Đợt đầu tiên nên Hận quên chỗ tùm lum hết á. Chuẩn bị khui. Ủa. Ừ, kìa. Tưởng mắt rồi chứ. Đây. Cái nó cá nhự. Thấy tự nhiên sao nó chống lơi chống lóc không thấy. Tưởng nó mất tích rồi. Ê, có cá sặc chết em ơi. Có cá sặc chết. Có cá lóc không? Ừ, hát lát nữa. Hát lát không vậy? Còn em hát lát nữa cái nhự. Mùa này của nó hay gì á? Sao ở đây nó chạy hát lát kinh vậy? Nó hát lát chà ba lửa luôn. Trời, gom gom hát lát vậy nào chả nấu canh hổ qua luôn. Hát lát bự bự không? Con hả, hai lạng không cả nhà. Quá im. Còn ngon. Thôi, vô Hồng My để anh đặt lại là tiếp tục. Ê da. Ủa đâu ta? Ở dưới kìa. Có được cái lỗ. Em trên này để anh chui xuống anh đưa lên cho. Mà không biết có không đưa lên. Ê, sao thấy nó im điềm quá em ơi. Hello. Vừa khô lên giá. Nãy giờ chưa được em cá lóc nào hết á. Gì đây? Trời đất cô. Ê, có cá chạch luôn em ơi. Ừ. Được hai em cá lóc luôn. Mà cá lóc bự lắm. Cá lóc hú hồn luôn á. Ây da. Mà có em cá chạch là hay. Khoái khoái rồi. Chạch quế. Con cá chạch cả nhờ. Lần đầu tiên Hưởng dính con cá chạch này luôn. Ý, nó kêu kìa. Mỏ giống mỏ chuột rồi, còn kêu giống kêu tiếng chuột nữa. Chân. À, đã. Ngon ngon. Vô. Còn hai em cá lóc kìa. Thiệt chứ. Bắt em thôi. Ừ, bắt em đó thôi, còn chừa lại em. Bắt em lấy nhớ cá lóc trước cả nhờ. Còn em nhỏ chừa lại làm mồi luôn. Khui thêm cái nữa anh em ơi. Lần đầu tiên đặt chín con cá chạch ở đây là thấy phái phái rồi nha. Thấy ổn định rồi nha. Mà có điều. Ê gì? Nó rung nhiều lắm em ơi. Nó rung cái là quá chừng cả nhà ơi. Không biết cái gì bự không rồi. Đó nó giật kìa. Đó. Ê. Đó. Ê, Hận thấy có con ếch. Có con ếch. Ý, được một con ếch. Ý, được em cá chạch nữa nè. Em cá chạch. Ồ, em có rô đồng. Ồ. Ngon. Ây da. Cá chạch, ếch, cá rô đồng. Rồi cá rô biển. Cá hát lát. Đủ loại luôn. Ây da, gai móc anh rồi em ơi. Ừ, con chạch này bự hơn con kia luôn rồi. Nó trơn quá bắt không được. Bắn ếch trước đi. Ếch vô lâu rồi, đặt ngày đầu con ếch vô luôn. Mỏ chạy quá chừng chạy. Ủa, đầu chạy quá hớp rồi. Ừ, chạy bấy bá rồi. Thôi, cho nó vô hùng đi. Em ếch rồi. Em cá rô đồng kìa. Em cá rô đồng chà bá luôn. Em hát lá. Ý. Từ từ hoa em nó chích đau lắm. Ồ. Tuyệt cô. Ồ, em rô đồng. Đã hì hôi luôn á. Sướng không đợi? Lâu lắm rồi mới được cảm giác đi bắt cá anh ha. Đúng rồi. Phơi. Nó lì dữ vậy.
Còn em cá chạch, em cá chạch này bự hơn em nãy luôn cả nhà. Ê mà đây sao chạch quế không ha? Ừ. Ngộ vậy. Ôi, em cá nó trơn quá. Bình bắt nãy giờ không ấy luôn. Bắt lên còn hả xuống nữa không? Từ từ thôi, em bắt nhẹ nhàng thôi nó ấy à. Đúng rồi. Đó. Nó hít dịu dàng. Đây cả nhà, em này cá chạch này bự hơn em nãy luôn. Yêu. Rồi, bắt em ra biển nữa. Đó. Ok. Lên đường. Chuẩn bị khui. Ấy da, da. Chuẩn bị khui tiếp thôi cả nhà. Ơi. Rồi. Cái này như mắc tích rồi em ơi. Ui da. Ê còn. Nó bị chìm. Ủa sao nó chìm dữ ta? Có cái chai mà. Có ấy da. Có cái chai mà sao nó đè chìm. Ui da, gai. Nó đè chìm dữ luôn à. Ồ. Bị đè chìm dữ nên ha. Có con cá sặc vô chết queo rồi. Ủa gì nó trơn quá. Có người kế bên cả nhà ơi. Nên thần không có nói lớn được. Không biết cái này khó không. Ôi có hàng rồi. Mình thấy nó tung mà. Nó tung vung vinh cái lời. Cô cá hát lát nữa. Được một con cá hát lát với con cá chầu cứng nữa cả nhà ơi. Im cá hát lát. Từ từ thôi. Có người đi cả nhà. Bắt em hát lát đi. Con người kế bên nên không dám nói lớn cả nhà. Hát lát con nồng ấy mập ú bự cho bá. Chờ vô em à. Cái cuối cùng ở điểm này luôn cả nhà. Mày Hưng nhớ Hưng nhét ở đi. Đây. Rồi, chổng đít, nó chổng đít trời luôn rồi em ơi. Không biết có hàng không mà sao chổng đít dữ vậy. Có hàng, hết hồn mày. Có cái lóc. Anh mới vừa đụng vô nó tung anh cái nghe tay hết hồn. Ý, ôi, chủ đó cô. Hàng khủng. 1 ký mấy rồi. Vô. Đi cả nhà. Ủa đó cô. Với con hát lát. Thấy không, anh nói ở đây có hàng khủng mà nãy giờ sao cá nhỏ không mà. Chỗ cô nó đã. Đèn hui. Đèn hui lùi luôn. Đây anh bắt cái cho. Hàng khủng mà em hua rồi. Xịt vô đây chút. Đây cái khủng này. Hàng khủng này ha, anh bắt chứ để hả. Xíu nữa chết luôn. Em nhìn nó em run quá. Cụ cầm cái tay không hết luôn cả nhà. Ừ, nó làm cái anh hết hồn luôn em. Bắt cá phải có kỹ thuật cả nhà. Ủa cô nó đã. Phơi quá đã luôn. Chờ bá lửa luôn. Thứ gì chịu nổi nữa. Thôi cho nó vô. Cho nó vô hồn mi cả nhà. Chù cứu nè. Vô đi. Nó cong ngừ luôn. Nó không có hẳn được luôn à. Quá đã luôn. Thôi tiếp đệ ơi. Quá tuyệt vời à. Làm con cá hát lát vô luôn.
Ừ quên ha. Nhớ con bự không à, còn con nhỏ không nhớ. bắt con cá lóc quá sướng nên hả, quên con cá hát lát luôn. Ý em hát lát này vô bị cá lóc quậy hả, nó banh chành cái ngừ hết nè, chạy hết rồi, cá lóc nó vô táp cái cả nhà. Hay lên đường quá sướng rồi. Hết rồi, lẹ thiệt luôn á. Từ để coi còn không, nó mới vừa ấy xuống đây à. Mắc rồi cô, tức thiệt chứ. Ê anh thấy có con cá viền vàng trong lờ rồi em ơi. Đừng nói con cá chép nha, thiệt con cá chép, cá chép vàng đẹp lắm. Đó ù cu, làm sao cứu nó. Ui nè, em cầm quay anh bắt con này cho. Ủa cô, anh trên anh nhìn xuống anh tưởng cái lá. Con này về há hồ nuôi đẹp, cực kỳ đẹp luôn nè. Thôi cho anh để nó cái hướng đó thấy vui vui chứ. Không, không sao đâu, anh có kỹ thuật nè, anh có kỹ thuật bắt con cá đâu nhảy đâu, thấy không đẹp không? Đẹp quá tuyệt vời. Ông luôn, luôn ừ. Vô đầu đổ chét rồi, rồi sao mở hùng. Con này không bằng con kia đâu. Rồi vô một em ngon, chỗ này nó sát cái bề nước quá cả nhà, mình bỏ vô lẹ lẹ để nó nhảy cái là tiêu luôn á. Ui mà bữa nay cá hát lát mình trúng đậm cá hát lát, trúng đậm cá hát lát rồi em ơi. Cá hát lát anh đâu anh thấy quá chừng quá, cá hát lát luôn. Bự bự không? Ừ cá bự bự bự, cá này nào trả là hết bài luôn á. Im em ơi, đó đây tuyệt vời không, quá đã. Dù thôi giờ để bắt con nữa đặt lại đi luôn em ơi. Một cái nữa. Ây da, không biết có hàng không em. Ơi hello mô tô, sao thấy im điểm ta. Trời đất ơi, cái sạc, cái nửa ký cá sặc đó đệ ơi. Ừ để lại làm mồi luôn chứ làm cái gì giờ, quá chừng quá đắt cá sặc luôn cả nhà. Quá hớp cái lời này cá sặc không rồi mới. Ây da 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 da, mới bước tới đây thấy nguyên cái luồng luôn cả nhà ơi. Má lờ hận không biết nó đâu luôn rồi. Trời đất ơi, đi với luồng chỗ này không biết cái lời giờ nó nằm ở đâu luôn á. Để hơn vòng vòng hơn kiếm cái lời ở đây cái nhờ, nghi quá. Khui một cái nữa cái nhờ, có điều cái này phải leo ở trên cây. Ê dạ, dạ. Rồi chưa hết, anh thấy có con cua rồi em ơi. Có con cua là thấy hết ham mà. Cua nó vô nó phá lờ kinh lắm cả nhà. Ê. Ê. Nghe gắt gắt. Có hàng không đây? Ừ có đúng hai con cua. Có đúng hai con cua luôn cả nhà.
vào chỗ này luôn. Với lại kiểm tra coi cua nó có phá lờ không, nó hay cắn mấy cái hòm lắm. Hello mô tô, xem ru và đồ quay. Được em cá rô đồng, ba em cá sặc. Kỳ vậy, cái đường thiệt ngon luôn cả nhà. Vừa đủ nhét cái lờ luôn á. Vậy mà sao không dính ta? Có gì không đây? Ủa sao thấy nó trong lờ trong lóc kỳ ra, giống y như có người hâm á em. Bữa anh đại kỹ lắm mà không có cá luôn. Này chắc có người hâm rồi. Nãy giờ mấy cái bên điểm này luôn không có luôn cả nhà. Ngộ ghê luôn á. Anh đẩy bữa đẩy kỹ lắm, lục bình đẩy còn đây nè. Cái cuối cùng luôn cả nhà ơi. Ấy dạ. Rồi chết quất luôn rồi. Bị hâm hết rồi. Khang cá sặc không à. Kỳ thiệt. Rồi giờ hai anh em hận hâm lờ cũng hết luôn cả nhà. Có mười mấy cái lờ thì ở bên kia hận hâm được 8 cái, mà 8 cái thì dính hết 7 cái dính rồi. Còn quanh đây toàn là bị người ta hâm không. Người ta hâm dùm hận hết luôn, nguyên một luồng luôn cả nhà ơi. Chán ghê luôn á. Mới cử đầu tiên à. Nhờ được mấy cái đầu giống mấy là chết queo luôn rồi. Thôi, thành quả của hai anh em hận đây cả nhà. Được một em cá lóc khủng với lại em cá chép. Đây, em cá chép đỏ. Còn sống không? Còn. Còn hở. Hở đâu? Mới hở miệng nha, bớp bớp đó. Bớp bớp nữa. Nó tử luôn rồi. Nè. Ê, còn, nó còn sống. Nó còn sống cả nhà. Đây, em hàng khủng nè. Em mỗi em hàng khủng ra cả nhà. Mỗi em hàng khủng ra em. Coi chừng em bết nha, coi em bết á. Ui. Nó nhảy cái là mắc luôn á. Ý em bết. Vào đâu ra mày? Hàng dở thiệt mày. Ý. Ừ, nó trong cái người nó không có thấy được. Không có lên. Đây được. Nè. Đẩy nắp hùng lại để nó nhảy. Ui 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 ui. Đó. Đưa cầm tay em vô kìa. Nó bằng cầm tay của thằng Bình luôn cả nhà. Quá đã luôn á. Nó mập chập ba lửa luôn. Con này em đón cỡ nhiều em? Hơn ký á. Hơn ký mà ký máy nhìn á biết hơn ký rồi á. Cỡ ký 2 à. Con này em đón cỡ ký 2 ký 3 cỡ đó. Rồi, cho nó xuống dưới đi. Xuống đó, đó, xuống dưới đất cái xuống đầu. Tính thả ngầm á. Y y y em ớt. Nè, em cầm em bớt đi. Này cả nhà, một cỡ 1 ký cá hát lát cả nhà. Chứ được hai em cá chạch. Cá chạch quế. Con cá chạch này trứng không em? Đúng rồi. Có con trứng không? Con mập này trứng nè. Thì cả nhà cá chạch quế nè. Mà không biết sao ở đây có cá chạch quế ra. Nào giờ Hưng lần đầu tiên Hưng đặt dính con cá chạch luôn á. Ngộ thiệt. Đã ghê luôn cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Thôi cho em mấy nó vô đi. Đó. Em bớt vô luôn. Rồi. Em cá chép. Vô. Vô hùng hàng khủng. Vô. Quá đã ý con ếch. Ây da. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Bữa nay hả coi 15 cái mà chạy như hận hâm được có 8 cái à. Còn 7 cái kia người ta hâm dùm hết trơn rồi. Hâm dùm hết rồi. Chúng mấy bữa nay là chúng đầy hùng nè. Thôi giờ hả video của hận hâm lờ cá tới đây cũng kết thúc rồi cả nhà ơi.
cả nhà cho Hận kết thúc video tại đây luôn nha. Cả nhà xem video này hay cho Hận một like với một đăng ký để Hận có động lực làm những video mới hay chia sẻ tới cả nhà cùng xem cùng vui với hai anh em Hận nha. Bye, chào cả nhà. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.